Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với tin chiều ngày 17 tháng 5. Thưa quý vị và bạn, một số tin nóng trước vòng đấu thứ 19 được diễn ra ngày hôm nay cực kỳ hấp dẫn với những nhân tố mà phải nói rằng gây bão trên mạng dư luận. Trong đó có Quang Hải, trong đó có huấn luyện viên Park Hang-seo và cả huấn luyện viên Chu Se nữa. Mời quý vị và các bạn đến với tin chiều của khối khăn bóng đá. Vâng, Quang Hải xuất ngoại lần thứ 2. Đây là một trong những thông tin không đùa được đâu khi mà bản hợp đồng của cầu thủ quê Đông Anh này đã hết hạn với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vâng, điểm đến mà nhiều người đang đồn đoán đó chính là câu lạc bộ đến từ Nhật Bản. Vậy đó là đâu và anh sẽ đi như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận trong video này. Thưa quý vị và bạn, nhiều khả năng tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không gia hạn với câu lạc bộ Công an Hà Nội nữa để ra nước ngoài thi đấu. Hiện tại thì phong độ của Quang Hải thì các bạn đều biết rằng là cực kỳ ấn tượng sau khi huấn luyện viên Kỳ Đại Sắc đã giúp cho cầu thủ này quay trở lại với phong độ đỉnh cao nhất, với khả năng sút phạt, chuyền bóng, chuyển trạng thái và cả khả năng kiến tạo dành cho đối phương, đồng đội nữa. Thì thực sự người hâm mộ đội Việt Nam đang đặt kỳ vọng cao với phong độ trở lại của Quang Hải, một lứa cầu thủ đang trở lại với phong độ mà người hâm mộ đã kỳ vọng. Theo nguồn tin mới nhất thì Quang Hải dự kiến sẽ xuất ngoại sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội vào cuối mùa giải năm nay, đó chính là tới tháng 6. Điểm đến của anh lần này sẽ là giải vô địch quốc gia châu Á. Cụ thể, thay vì lựa chọn đi châu Âu như cách đây 2 năm, lần này ekip của Quang Hải đã cân nhắc và dự kiến sẽ chốt hợp đồng với một đội bóng đến từ Nhật Bản. Đây được đánh giá là điểm đến phù hợp để cầu thủ này có nhiều cơ hội ra sân thi đấu trong lần xuất ngoại thứ hai. Tôi chưa dám nói trước điều gì về tương lai, nhưng cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như chúng tôi luôn hướng tới sự hoàn thiện bản thân mình. Nếu có cơ hội phù hợp, chúng tôi sẽ luôn đón nhận. Tôi đang cố gắng trong hiện tại, nhưng cũng sẵn sàng chờ đón những cơ hội trong tương lai để có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Quang Hải chia sẻ về ý định xuất ngoại lần nữa khi mà gửi tới giới truyền thông Mộ Điệu chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay với câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Điều đáng nói là người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhìn thấy rằng là Quang Hải đang rất nỗ lực, bởi sự đãi ngộ ở trong nước phải nói rằng là hơn rất nhiều so với những cái cuộc chuyến phiêu lưu mà cầu thủ này sẽ đi tới. Nhưng như Quang Hải đã nói, chúng tôi chỉ có một lần và chúng tôi muốn khát khao cống hiến và làm gì đó cho bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, anh mong muốn ra nước ngoài dù lương của anh sẽ không được đảm bảo nhiều như ở trong nước. Đây thực sự là người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhìn thấy và nhận thấy, bởi mức xuất ngoại của Quang Hải nếu như lót tay lương thưởng so với V-League hiện nay thì thực sự nó quá thấp so với những gì mà anh được hưởng tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng anh vẫn quyết định đi và nịa cái sự tin tưởng, tin yêu và hướng tới việc là đi ở một cái chặng đường này thực sự mang lại cho Quang Hải rất nhiều thứ và thứ đó sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rất nhiều. Cầu thủ 27 tuổi sẽ kỳ vọng có thêm cơ hội để tỏa sáng của mình một lần nữa, đặc biệt là khi anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất trong sự nghiệp. Vâng, anh cũng có số dựa tinh thần về gia đình rồi. Lúc này, cái việc bay bổng và khẳng định mình ở một môi trường mới, một môi trường đỉnh cao để có thể cống hiến cho bóng đá đất nước Việt Nam của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn ủng hộ. Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này cũng đang lạc quan và tin rằng Quang Hải sẽ có được một cái chuyến xuất ngoại mới mà đầy đủ những cái yếu tố để phù hợp với cầu thủ quê Đông Anh này. Quý vị và các bạn hãy chúc cho Quang Hải những điều tốt đẹp nhất, bởi chúng ta là người Việt Nam, hãy cùng nhau góp phần giúp cho những cầu thủ ấy có được tinh thần. Chúng ta không làm được những điều to tát như việc là ủng hộ hay là đưa ra những cái sự chỉ đạo hay là đưa ra những cái mục tiêu hay thậm chí là giới thiệu cho Quang Hải một câu lạc bộ nào đó. Điều đó không cần thiết, bởi Quang Hải sẽ là người tìm ra. Chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh, cùng nhau cổ vũ, ủng hộ cho Nguyễn Quang Hải. Đó thực sự là một trong những cái sức mạnh tinh thần mà người hâm mộ đội Việt Nam có thể góp nhặt để tạo nên một sức mạnh mới, sức mạnh tập thể, nguồn năng lượng tập thể cho một cá nhân để tỏa sáng, để giúp cho bóng đá Việt Nam tin rằng chúng ta có đủ khả năng để ra nước ngoài thi đấu. Vâng, đó là câu chuyện của Quang Hải ngày hôm nay trước khi trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương, trận đấu quyết định tới vị trí top 2 của giải đấu. Hai đội bóng sẽ thi đấu vào lúc 18 giờ và các bạn có thể theo dõi những cái nhận định của chúng tôi trước trận đấu này ở trong video trước. Vâng, một thông tin khác cũng nóng không kém đó chính là trường hợp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại đang là một trong những cố vấn cấp cao cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Bên cạnh đó thì vận hành một cái học viện nhỏ tại đất nước Việt Nam. Ngoài ra thì ông còn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra những cái sự tham vấn dành cho huấn luyện viên mới, ông Kim Sang-sik.
Nhưng trong thời điểm hiện nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo được bất ngờ đồn đoán sẽ nắm ở trong vị trí là ứng cử viên cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ chơi hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 từ tháng 6, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra người dẫn dắt Seung-min và các cầu đồng đội của mình. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA vẫn đang lựa chọn huấn luyện viên mới từ khi sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann vào tháng 2 sau lần đội bóng đội tuyển quốc gia nước này bị loại ở bán kết Asian Cup. Mới nhất ở đây thì hai trận đấu ở vòng loại World Cup của Hàn Quốc vào tháng 3 vừa qua thì huấn luyện viên Hwang Sung-hong của đội bóng U23 Hàn Quốc đã tạm quyền. Hồi cuối tháng 4 thì KFA đã thu hẹp danh sách ứng cử viên 11 xuống còn 3, tất cả đều là những người nước ngoài với mục tiêu là công bố huấn luyện viên mới vào đầu tháng 5. Các nguồn tin lúc đó xác nhận rằng huấn luyện viên Jess Matter nằm trong danh sách những người lọt vào trong cái 3 người chung kết khi mà hướng tới vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng Hàn Quốc. Ông Chung Hae-sung, giám đốc điều hành KFA, phụ trách tìm kiếm huấn luyện viên với tư cách là người đứng đầu ủy ban đội bóng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, được cho là gặp Mas ở London vào tháng trước. Thế nhưng Liên đoàn bóng đá Canada hồi đầu tuần đã công bố cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Leeds United, ông Jess Mas, là chiến lược gia mới của đội tuyển quốc gia nước này. Mas, 50 tuổi, cũng đã từng huấn luyện Martell Impact, New York Red Bull và Red Bull Strasbourg, LB Leipzig. Nhà cầm quân người Mỹ cũng được mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quê hương của ông vào năm ngoái và gần đây có liên kết đến chiếc ghế còn trống của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Và cuối tuần qua thì KFA phủ nhận thông tin về cuộc đàm phán với ông Mas đã đổ vỡ về đề nghị tiền lương. Thêm vào đó thì KFA cũng loại huấn luyện viên 71 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ là Selo Gunner khỏi danh sách vì tuổi tác. Không thể mời Mas đồng nghĩa với việc KFA phải tìm kiếm ứng cử viên khác. Có một số gương mặt nước ngoài trong mục tiêu của KFA bao gồm Heverlelas, Jesus Kassat hay là Bruno Rares, Vasco Sapa. Những cái tên đã từ chối. KFA đã không thể công bố huấn luyện viên vào đầu tháng 5 và nhiều khả năng sẽ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc phải chơi trận đấu ở vòng loại World Cup với một nhà cầu quân tạm thời. Báo chí Hàn Quốc đã nhanh chóng giới thiệu hai cái tên là Park Hang-seo và cựu huấn luyện viên Gangwon FC là Choi Jung-sung. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang là một trong những cái tên được chú ý. Hiện tại thì vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng Hàn Quốc vẫn do ông Hwang Sung-hong đảm nhận. Nhưng mới đây thì Hwang Sung-hong đã phải nhận thất bại và rất nhiều chỉ trích sau thất bại của U23 Hàn Quốc khi dừng chân tại tứ kết U23 châu Á năm 2024, đồng nghĩa với việc họ không thể giành quyền tham dự Thế vận hội năm 2024. Điều đau đớn hơn là Hàn Quốc bị loại bởi U23 Indonesia do ông thầy người Hàn Quốc Shin Tae-yong dẫn dắt. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách tới Singapore vào ngày 6 tháng 6 và tiếp đón Trung Quốc vào ngày 11 tháng 6. Song Heung-min và các đồng đội hiện tại vẫn đang dẫn đầu bảng C với 10 điểm sau 3 trận đấu thắng và 1 trận hòa. Hai đội tuyển quốc gia đứng đầu mỗi bảng đấu trong số 9 bảng đấu sẽ tiến vào vòng đấu tiếp theo. Và trong bối cảnh hiện nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo dường như là cái tên đang được ứng cử ở vị trí ấy. Hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tìm được bến đỗ phù hợp để thực hiện hóa những cái giấc mơ của mình. Trong khi đó thì huấn luyện viên Chuse với bóng đá Indonesia đã tan vỡ giấc mộng trở thành một cố vấn cấp cao dành cho huấn luyện viên Shin Tae-yong. Vâng, huấn luyện viên ông Eric Thohir đã khẳng định rằng bóng đá Indonesia đang yên ổn dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong và không có ý định thay đổi. Hơn nữa thì huấn luyện viên Chuse hồi cuối tháng 3 bị sớm chấm dứt hợp đồng với VFF sau hai trận thua đầy tủi hổ với bóng đá Indonesia. Bên cạnh đó thì chủ tịch PSSI đã xác nhận rằng có thương thảo về việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-yong và thực tế thì hai bên đã đạt được một số thỏa thuận ban đầu giữa tháng 4 năm 2024 khi ông đồng hành cùng đội bóng U23 Indonesia tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 tại Qatar. Ông Eric Thohir kể lại rằng trong buổi ăn tối diễn ra tại nhà hàng Hàn Quốc với ông Shin, cả hai trò chuyện về trận đấu đầy cam go của Indonesia gặp đội tuyển U23 Hàn Quốc ở vòng đấu tứ kết. Có hai lý do thực sự khiến tôi mời huấn luyện viên Shin Tae-yong đi ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc vào thời điểm đó. Ông nói rằng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi gây áp lực lên ông Shin Tae-yong. Trong bữa tối hôm đó thì tôi đã hỏi một câu hỏi hóc búa. Đây là trận đấu của Indonesia chống lại Hàn Quốc, quê hương của ông. Nó không dễ dàng với một huấn luyện viên Hàn Quốc. Và ông Shin Tae-yong đã nói rằng, đúng, điều đó không dễ dàng, nhưng tôi rất chuyên nghiệp. Tôi đang làm việc cho bóng đá Indonesia.
Lý do thứ hai là tôi cũng yêu cầu chúng tôi sẽ nói chuyện chi tiết hơn gia hạn hợp đồng ngay bây giờ hoặc sau giải đấu. Cuối cùng thì ông Shin muốn được bàn thảo sau giải đấu U23 châu Á. Tôi thấy hợp lý vì nếu hai bên ngồi thương lượng, các con số tiền lương có thể giữa chúng tôi sẽ khác nhau. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc là U23 Indonesia thi đấu. Theo chủ tịch VSSI thì các cuộc thương thảo về việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-jung thời điểm đó vẫn chưa đến các điều khoản chi tiết. Eric Thohir cho biết rằng nguyên nhân là VSSI chưa thể thực hiện các cuộc đàm phán chính thức với huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, vẫn phải tập trung cho giải đấu U23 châu Á năm 2024. Bên cạnh đó thì cuộc trò chuyện còn đề cập tới việc mục tiêu lớn của PSI muốn giao cho huấn luyện viên Shin Tae-jung. Chủ tịch Eric Thohir bật mí việc tiếp tục hợp tác với ông Shin Tae-jung phải hoàn thành sứ mệnh lớn là đưa bóng đá Indonesia lọt vào top 100 của FIFA. Vâng, cái mục tiêu mà huấn luyện viên Park đã đề ra. Lúc đó thì chúng tôi đã nói với nhau về bản hợp đồng sẽ tiếp tục cho đến năm 2027. Tôi cũng nói rõ mục tiêu của Indonesia là làm trong top 100 thế giới. Ông Eric Thohir nói thêm, mục tiêu lớn của bóng đá Indonesia là có thể là vòng loại thứ 3. Vòng 3 năm tới sẽ xếp hạng cao hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi đang xếp ở 134. Huấn luyện viên Shin Tae-jung có hơn 4 năm dẫn dắt đội bóng Indonesia và mới nhất là giúp cho U23 Indonesia vào tới chung bán kết của giải đấu U23 châu Á. Và đó như là một lời cam kết từ ông Eric Thohir liên quan tới bản hợp đồng của ông với huấn luyện viên Shin Tae-jung. Và đặc biệt là câu chuyện tin đồn về ông Chu Se đã bị dập tắt trong thời điểm hiện nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của Khối Không Đá.